Rồi cái thứ hai là cái chuyện là đắc y của các sư thì như thế này, các sư được quyền đắc y hở vai trái khi mà các sư ở trong chùa, có nghĩa là không phải đi vào trong xóm làng. Còn khi các sư mà đi vào ở trong xóm làng ấy thì các sư phải đắp y kín hai cả hai vai. Còn khi làm Phật sự mà Phật sự đó ở trong chùa thì các sư vẫn có thể đắp y hở vai trái. Quý vị có thể hỏi là như vậy ở trong chùa các sư có được quyền đắp y kín vai hay không? Thì được chứ không phải không, và không có ai cấm. Chẳng qua là như vậy nó tốn thời gian và nó không cần thiết vậy thôi.